Nam, hai hoàng tử xiếc của cơ vận quốc nghiệp cũng đã làm nên những thành tích rạng danh Việt Nam ở khắp các đấu trường trên cả thế giới nữa. Và cả một năm như vậy thì họ đã bận rộn đi rất là nhiều nơi trên khắp thế giới luôn rồi. Và ngay bây giờ thì họ sẽ có khoảng thời gian được đông đủ, là được quây quần bên cạnh những người thân của mình trong ngày cuối năm như vậy. Và đối với hai chàng trai của chúng ta là một kỷ niệm vô cùng khó quên. Chào quốc cơ. Đây, xin chào anh. Hôm nay là ngày 30 Tết, là xin phép để được đến thăm gia đình của chúng ta, gia đình của nghệ sĩ ưu tú quốc cơ và quốc nghiệp. Dạ. Để xem mọi người 30 Tết mình làm gì trong nhà ta. Dạ, cảm ơn anh, quý quá. Thôi mời anh vào nhà. Dạ. Đây ba mẹ em. Chú. Đại gia đình của mình hôm nay ngày 30 Tết thì đã chuẩn bị được cái gì cho Tết rồi à? Sơ sơ những cái thứ mứt trà để cho gia đình gặp mặt rồi nói chuyện với nhau. Thông thường á thì quốc cơ quốc nghiệp không có ở Việt Nam, cho nên là ngày 30 Tết hầu như là chỉ có ba mẹ ở Việt Nam và tự đón Tết. Rất là vui. Chứ hồi năm ngoái á, hai anh em quốc cơ quốc nghiệp đi diễn nước ngoài, hai cháu vẫn còn nhỏ, không đi đâu được hết. Năm nay đúng là vui. Mấy cháu nhỏ đó cũng đã ở tuổi hơi lớn rồi, đã có thể quậy ông bà nội. Đúng rồi. Lịch Tết của hai anh em nó như thế nào hả quốc cơ quốc nghiệp? Cái ngày này là những ngày mà quốc cơ quốc nghiệp phải tập luyện nhiều hơn, chuẩn bị cho cái kỷ lục Guinness thế giới. Tập luyện gì thì tập, nhưng mà vẫn dành thời gian, vẫn dành cái Tết cho nó có một cái không khí. Giống như là anh Hạ đang thấy quốc nghiệp đang mặc một chiếc áo dài, để mình muốn đón một cái Tết, một cái không khí nó thật là may mắn. Cho nên là màu đỏ rất là rực rỡ, một cái Tết đoàn viên cạnh gia đình. Và dĩ nhiên là không quên nhiệm vụ là những cái công việc đang chờ mình. Mình biết rằng là hai bạn cũng vừa có một chuyến đi nước ngoài về. Sau cái chuyến biểu diễn tại Got Talent ở Anh, đầu tháng 3 này thì quốc cơ quốc nghiệp sẽ sang Mỹ biểu diễn cho Arnold Schwarzenegger, là một diễn viên biểu diễn vai kẻ hủy diệt. Sắp tới thì anh em còn rất là nhiều những chuyến lưu diễn ở nước ngoài, cho nên là quốc cơ nghiệp cũng sẽ cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn một tí. Với các tiết mục của mình đó, theo tôi được biết thì các độ khó của nó càng lúc càng nhiều hơn, phải không hai bạn? Để chinh phục những cái thử thách khác, những cái thử thách mới thì không bao giờ mà mình muốn mình dừng lại, chỉ có tiếp tục đi lên. Những cái thử thách đó nó có khó hơn so với cái việc thử thách làm bố của hai đứa trẻ rất là hiếu động và nghịch ngợm này không? Quốc cơ quốc nghiệp có thể tập trong vòng vài tiếng đồng hồ mà vẫn chưa cảm thấy mệt, nhưng mà trong những đứa nhỏ này khoảng 20 phút đã thấy rất là mệt rồi. Nhưng mà cái mệt của nó, cái mệt hạnh phúc. Khi mà mình chăm con, mình cảm nhận con mình lớn lên từng ngày, nụ cười của nó, những hành động của nó làm cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc và tuyệt vời. Chính vì vậy mà phải hỏi một câu nữa với các cô con dâu đang ngồi ở đây. Gia đình ta sống ở thành phố Hồ Chí Minh và có hai cô con dâu, một người thì gốc từ Hà Nội, một người thì ở Quảng Trị. Không biết là cái bữa ăn gia đình nó sẽ có những món gì ạ? Bữa ăn gia đình của Phượng thì cũng rất là đơn giản thôi. Nay ăn món này, ngày hôm sau ăn món khác. Nhưng mà lúc nào mọi người cũng cảm thấy vui vẻ hết. Giống như là các miền tụ họp vậy ạ. Giới thiệu món ngon. Coi như là có con dâu là có thêm dịp trải nghiệm về ẩm thực phải không ạ? Ba chồng rất là yêu má, cho nên hầu như là ưu ái món ăn của má nấu thôi. Có một cái màn trình diễn mà tôi thấy là gây sốt ở trên trang cá nhân của hai bạn, khi mà hai bạn có tiết mục nâng hai bé lên bàn tay. Mình có thể tái diễn lại điều đó được không? Chắc chắn, hai bé lúc nào cũng có thể làm được. Tinh thần là sẵn sàng. Sẵn sàng để mà diễn cùng bố ở bất kỳ một nơi nào. Thật sự là năm nay rất là vui. Một là đầy đủ hết các thành viên, hai cháu cũng làm được vậy. Còn ông nội á, qua hơn một năm là già hơn một tuổi, nhưng mà cái sức khỏe á thì vẫn còn. 30 Tết á thì bác thấy á, hai cháu làm vậy bác cảm thấy cũng hơi phấn chấn lên, sung lên, để thử coi cái sức của bác có thể duy trì được như vậy hay không. Chú vẫn còn đẩy tạ được như vậy thì phải công nhận là một sức khỏe rất là tốt ạ. Và một gia đình mà có rất là nhiều sức khỏe như vậy thì đúng là cái điều mong muốn của không phải chỉ của gia đình ta mà rất là nhiều gia đình khác. Và trong không khí của ngày 30 Tết nó rất là vui như thế này của gia đình mình, có lẽ là quý vị khán giả truyền hình cũng đang muốn nghe những lời chúc, mà đặc biệt là đến từ đôi nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp. Nhân dịp năm mới, gia đình quốc cơ xin mến chúc quý khán giả một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng.